thưa quý vị. Tôi là admin, là người sáng lập của trang thông tin cộng đồng Hồng Nguyễn Việt Nam, hongnguyenvietnam.org từ năm 2008. Bên sự truyền tồn và phát triển của cái cổng thông tin này thì cũng có sự góp sức rất nhiều của những vị nghiên cứu, của những nhà nghiên cứu lịch sử lâu đời của Việt Nam. Chúng tôi đứng bên tay trái của tôi đây là tiến sĩ Nguyễn Nhã, là một trong những người đồng hành sát cánh của tôi từ năm 2014, khi mà thành lập cái cổng thông tin Việt Nam và đầu tiên tại 307/17 Nguyễn Văn Trỗi. Lúc đó tiến sĩ Nguyễn Nhã cũng là một những người tham gia vào ban cố vấn. Đứng bên tay phải của tôi đây là anh Nguyễn Văn Thịnh, giám đốc của trung tâm UNESCO văn hóa giáo dục của Việt Nam, cũng là một người chấp cánh rất là nhiều cho cái cộng đồng. Mặc dù là hiện tại là chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề là cánh mốt cộng đồng Hồng Nguyễn, nhưng mà hy vọng là những hoạt động của các vị mà chuyên về nghiên cứu và những việc tiếp nối của các cái trung tâm văn hóa của nhà nước như đại diện của chúng tôi thì hy vọng sắp tới là cái cộng đồng Hồng Nguyễn nói riêng cũng như là cộng đồng các dòng họ Việt Nam nói chung sẽ có những hoạt động rất thiết thực và gắn kết mọi người trên các miền đất nước nhau. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã và anh Nguyễn Văn Thịnh của Việt Nam đã mời quá các bạn Việt Nam đã tham gia cái buổi diễn đàn này. Hy vọng là đây là bắt đây là để những Việt Nam đã được biết đến. Cảm ơn quý vị. Chúc thành công. Xin chào quý vị, chúng tôi đang có mặt ở cái buổi công bố của lễ công bố của Hồng Nguyễn Việt Nam. Đứng trước mặt máy quay lúc này là tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, là một trong những người có công và rất lớn trong vấn đề là nghiên cứu về cái nền văn hóa dân gian Việt Nam, về ẩm thực, về thần này là về cái lịch sử. Và đặc biệt tiến sĩ Nguyễn Nhã là có một cái tác phẩm về Trường Sa và Hoàng Sa và nổi tiếng của Việt Nam được xuất bản cũng được vài năm nay. Nhân cái dịp mà chúng tôi thành lập cái lễ công bố về Hồng Nguyễn Việt Nam này, có sự tham dự của tiến sĩ Nguyễn Nhã, thì cổng thông tin điện tử Hồng Nguyễn Việt Nam, hongnguyenvietnam.org xin có được vài lời phỏng vấn và hỏi về tiến sĩ Nguyễn Nhã về cái ý kiến của tiến sĩ về cái vấn đề hoạt động dòng họ hiện nay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, tiến sĩ có thể cho biết rằng là hoạt động dòng họ trong thời gian qua của Hồng Nguyễn Việt Nam thì nó rất là rời rạc, thì theo tiến sĩ thì tiến sĩ thấy như thế nào và tiến sĩ có cái ý tưởng, ý kiến như thế nào để cho hoạt động cộng đồng được gắn kết trong thời gian sắp tới? Xin mời tiến sĩ. Tôi có điều xin đấy, khi dự những cái buổi cả lễ hội của các họ, trong đó có họ Hòa chẳng hạn. Tôi thấy là họ Nguyễn đó thì là bởi vì nó bao gồm đa số người Việt. Đa số người Việt hiện giờ là bằng cái họ Nguyễn. Và vì vậy nên tôi không có ngạc nhiên khi mà cái ban liên lạc bao gồm hóa đa số là người dân Việt Nam đó thì sẽ thực hiện ra sao đó. Thì tôi vẫn cho rằng là khó, nó khó hơn các học khác, thì càng đông người càng nhiều người đó thì lại vấn đề mà hội ý với nhau hay là cùng làm một cái gì đó thì khó. Tuy nhiên nếu mà khó đó thì có phải là không làm được, và khi mà làm được đó thì tôi thấy là cái tác dụng của nó rất lớn, bởi vì cái ảnh hưởng đó không những là cái ảnh hưởng của đa số của người Việt, nhưng mà nên nhớ rằng là họ Nguyễn đó trong lịch sử Việt Nam đó thì có những người anh hùng như là Nguyễn Trãi chẳng hạn, và ông đã để lại những cái tác phẩm như là Gia Hốt Ca, tức là họ Nguyễn đã quan tâm đến vấn đề và xây dựng đến gia đình Việt Nam, đến cái văn hóa Việt Nam. Nhưng mà họ Nguyễn là có thể là từng làm chúa là vua mà. Họ Nguyễn thì nhớ là họ Nguyễn Phúc đó. Và như vậy thì đã có một cái thời gian ít ra là cả cái thế kỷ thứ 19 và giữa thế kỷ thứ 20 đó thì là họ Nguyễn là có một vai trò trong lịch sử Việt Nam, và
như lãnh đạo đấy. Và bây giờ thì cũng có những người cũng học hết đó phải không? Cũng làm chức lớn không nào kia. Thế thì tôi nghĩ rằng là nếu mà cái ban liên lạc này mà thành công, dĩ nhiên là cái kết nối đó thì khó, nhưng mà kết nối những cái gọi là những hạt nhân thì có thể dễ dàng hơn. Và kết nối những cái hạt nhân đó mà tốt thì tôi nghĩ là cái ảnh hưởng rất lớn đối với vấn đề lịch sử, trong đó có vấn đề là văn hóa. Và tôi chúc mừng cái ban liên lạc hôm nay là ngày đã tổ chức được, và cầu mong là phát huy cái tác dụng của ngày hôm nay đó để nhiều những hoạt động của học viện trong tương lai nó sẽ cụ thể hơn, hiệu quả hơn để đóng góp vào vấn đề và phát triển cái đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn tiến sĩ rất nhiều, nhưng mà xin tiến sĩ cho biết thêm rằng là để cho cái hoạt động này nó được suôn sẻ và nó không có rời rạc như bao lâu nay nữa thì tiến sĩ có cái ý kiến như thế nào, có đóng góp như thế nào? Theo tôi thì như đấy tôi nói là quan trọng là giờ phải nối kết được hạt nhân, những cái hạt nhân của đại diện tốt gặp họ đó, và tích cực hợp tác với nhau, và tích cực hợp tác với nhau đó là trong cái chương trình cụ thể như thế nào. Vâng. Đó. Thì tôi tí nữa là tôi sẽ tặng cái ban liên lạc đó một số các tài liệu. Ví dụ chẳng hạn như là cái tài liệu này nhé, để làm cái lý thuyết thư đó. Đó. Ba. Thì cái mục tiêu của cái quỹ văn hóa giáo dục hạt nhân quốc gia đó là đại hòa. Làm sao mà vận động cho Việt Nam ra đại hòa để mà cứu nước thì không chống nhau nữa. Cho bà muốn như vậy đó thì sẽ hình thành ra một cái quốc đạo, tức là thờ quốc tổ hùng dân tộc. Đó. Thì quốc tổ hùng dân tộc của mình đó thì nó rất đặc biệt. Thế bây giờ nếu mà mình xây dựng cái quốc đạo này đó thì sẽ là về nguồn thì cùng với nhau thì dễ đại hoạt, và từ đó là xây dựng một cái chương trình cái hành thanh kiên thế kỷ 21 đó, với một kế hoạch nhỏ đó để xây dựng Việt Nam thành cường quốc cường biển. Thì mỗi một cái chủ đề này thì tôi đã có chuẩn bị một cuốn sách riêng, nhưng mà đã ra một cái cuốn sách này rồi, tôi có tặng anh rồi đó. Dạ có rồi, anh đọc thì anh sẽ thấy. Và hiện nay đó thì tôi đang là chủ nhiệm của cái câu lạc bộ âm nhạc dân tộc cũng sẽ khoa về của trung tâm văn hóa cái đây, cũng như là câu lạc bộ ca trù hát thơ đặc biệt. Tôi là cũng là cố vấn cho cái tổ chức kỷ lục Việt Nam, thì tôi có cái làm cái thơ đó, cái thơ của tôi đó là vinh danh liên minh kỷ lục thế giới. Thế là tôi các câu lạc bộ, các nghệ sĩ câu lạc bộ tôi hát các tên ca ba biển đó, có phải không? Anh có cái này chưa? Có nha. Rồi thì cái kịp kỷ niệm cái ngày 9/9 thì tôi có cái hát thơ cái liên minh của người đó. Nhưng mà tôi có một cái bài là thơ là phải làm gì đấy anh Việt Nam, phải làm gì, gọi là hình Biển Đông, rồi tạo tiền cho nhà Trung Quốc, gọi là nhà ra toàn quốc tế, như là thơ thôi. Nhưng mà tôi mong là coi như là học nghĩa phổ biến rộng rãi để cho người mà học nghĩa thì nhưng mà anh đừng vào cho rồi. Sau hôm nay xin phép được cập thông tin này của chú để mà đưa lên cái trang thông tin cộng đồng Hoàng Nguyễn Việt Nam. Rồi có một cái này và cũng là rất hay đó. Là vừa rồi là tôi có sơ thảo một cái đề án là quảng bá áo dài phụ nữ Việt Nam và cây đàn bầu ra thế giới. Tôi có đề án này, và tất cả những cái gì mà mình làm đó thì sau đó bị cảm ơn những cái nước nào đang muốn quảng bá
hay đặt đồ đó. Đây là một điều rất cần thiết trong cái dịp mà vừa rồi Trung Quốc người ta có một cái chương trình thì phải cảm ơn họ. Bởi vì cái đấy của Việt Nam bây giờ bị có một kế hoạch phổ biến khắp thế giới chứ không phải chỉ của Trung Quốc. Không, nó ý là nó đang gây cấn cái việc nhưng mà Trung Quốc và quảng bá thì cũng cảm ơn họ tức là mình đang quảng bá ra thế giới, bây giờ họ ủng hộ đấy thì mình cảm ơn họ chứ không phải mình thế phán thì họ chi đấy. Thì cái đề án này tôi thấy là nếu mà làm được liên quan đến là học viên là một trong người tích cực nhé. Còn một cái điều nữa đó là tôi có gửi cho ông Tổng thống Mỹ cái 12 giờ đó, đúng không? Tiếng Anh nữa. Tôi có nói là vì tôi là chuyên gia về ẩm thực và cố vấn cho cái báo Tuổi Trẻ đó, là cái ngày 12 tháng 12 là cái ngày của Việt. Thì tôi bảo mời ông bà đến các đến cái quán phở đấy và thưởng thức xem sao. Và như vậy là người dân của Việt Nam hay là toàn thế giới đó cứ ngày 12 tháng 2 thì kéo nhau đi ăn phở, phải không? Còn nhiều nữa, cái đây là tôi viết cái này là lấy cái cớ để viết cho ông Tổng thống, nhưng mà tôi có nhiều mục tiêu lắm. Anh đọc theo cho thấy có nhiều mục tiêu trong đó vấn đề làm sao. Tại vì tôi có nhắc là cái hồi mà ông đến đây, đến Hà Nội đó, thì tôi có nhờ báo Thiên Niên là tặng cho ông một cái cuốn sách, hai cuốn sách, những bằng chứng chủ quyền của Việt Nam, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam in và một cuốn dịch ra tiếng Anh. Thì tôi hỏi ông đã nhận được chưa? Nhận được chưa? Vân vân. Và tôi mong là những cái cuốn sách tiếng Anh này và gửi lên tất cả các thư viện, các đại học trên thế giới và có cái môn học Á Châu đó thì rất tốt. Và như vậy đó thì là không phải là chỉ người lãnh đạo viết là cái đó, chứ là dòng hàng xa của Việt Nam, nhưng mà tất cả những cái cuộc trẻ của thế giới đã biết là cái đó là của Việt Nam. Đây là một thông tin rất là bổ ích dành cho quý vị đang xem. Đấy. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã rất là nhiều về những cái thông tin, những đóng góp cho cái hoạt động cộng đồng. Đấy. Rồi bây giờ là đưa cho anh chưa cộng về sao hay là dạ, thôi tí nữa là thầy đưa cho anh liên lạc. Còn đây xin thưa quý vị, đây là anh Nguyễn Văn Thịnh, người giám đốc trung tâm UNESCO Văn hóa Dòng họ Việt Nam, cũng là một người đang gắn bó với các cái hoạt động cộng đồng của dòng họ Nguyễn. Thì xin nói anh Thịnh rằng là anh thấy như thế nào trong thời gian qua về các hoạt động cộng đồng họ Nguyễn, và anh có cái đóng góp, có cái ý kiến như thế nào để cho các hoạt động cộng đồng họ Nguyễn sắp tới sẽ được hoàn chỉnh và gắn bó, gắn kết hơn? Tôi thì cũng rất đồng quan điểm với tiến sĩ Nguyễn Nhã. Cái chức năng của tổ chức UNESCO là một cái tổ chức bảo tồn các giá trị văn hóa và di sản truyền thống dân tộc. Trong đó có di sản văn hóa lịch sử dòng họ và di sản, tôi cho là với UNESCO là di sản đặc biệt cần phải bảo tồn và phát huy cho muôn đời con cháu về sau. Với cái tiêu chí như vậy, UNESCO sẵn sàng ủng hộ các chi phái họ Nguyễn, nhất là các tộc họ Nguyễn lớn. Chúng ta cùng ngồi lại với nhau, cùng bắt tay với nhau trên tinh thần củng cố tình đoàn kết đồng tộc, để người họ Nguyễn chúng ta hiện nay chiếm khoảng 3 dân số. Đúng là đông người thì khó quy tụ, nhưng nếu chúng ta quyết tâm đồng lòng vì truyền thống văn hóa của đồng họ Nguyễn, vì sự trường tồn của đồng họ Nguyễn, thì chúng ta hãy bắt tay nhau. Theo tôi được biết thì trong nhiều năm nay chúng ta có rất nhiều nhóm họ Nguyễn khác nhau, trong đó có các tộc Nguyễn lớn, tộc Nguyễn Mạnh, tộc Nguyễn Đình, tộc Nguyễn Cảnh, tộc Nguyễn Văn, tộc Nguyễn Xuân, tộc Nguyễn Quang, vân vân. Mỗi một dòng tộc cũng tham gia với đất nước, với dân tộc cũng toàn hàng triệu đầu đinh, là những tộc lớn. UNESCO cũng đã sát cánh với các tộc lớn, giúp các tộc lớn làm một số những cái việc về mối kết dòng tộc, về tự ra những cái thương hiệu, về xây dựng và bảo tồn giá trị, phát huy những giá trị của tộc. Bên cạnh đó, người họ Nguyễn hiện nay của xã hội chúng ta có một vài tổ chức họ Nguyễn, là hội đồng họ Nguyễn Việt Nam, rồi ba cái hội đồng hội người họ Nguyễn, vân vân.
tất cả đều rất là tốt thôi. Nhưng với quan điểm của tất cả các tốt đều phải bắt được sự đoàn kết, nhất trí với nhau, cùng bắt tay với nhau vì họ Nguyễn để mà làm việc, vì họ Nguyễn mà lao tâm khổ tứ ở công tác nghiên cứu lịch sử văn hóa của Nguyễn. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái tiêu chí mà cần phải ngồi lại với nhau để xây dựng một cuộc hội đồng nhất để chúng ta cùng chung vinh đấu cật nghiên cứu lịch sử văn hóa của Nguyễn. Và cái quan trọng nhất là chúng ta biết là ở đây đất nước chúng ta hiện nay á, nguồn tư liệu sử phả của họ Nguyễn cũng là nhiều nhất, nhưng nhà nước, các tàng thư của nhà nước nó không đáng là bao. Trong khi đó nguồn tư liệu sử phả hiện nay đang nằm trong dân, trong nằm các dân tộc, và người giữ các cuốn tư liệu gia phả và các tư liệu phản ngôn khác của họ Nguyễn chúng ta là thường là các cụ cao niên, cao tuổi, quỹ thời gian không còn nhiều. Những bí mật của dòng tộc, những truyền thống tốt đẹp của dòng tộc ta hiện nay, nếu chúng ta không sớm bắt tay vào nghiên cứu khai thác, không sớm làm công tác liên kết dòng tộc thì chắc chắn là sẽ mai một cái số tư liệu này. Thì cái đấy là cái mà chúng tôi đang lo và rất cần là có sự đoàn kết để chúng ta kết hợp. Đấy, cái bản chất hoạt động dòng họ ấy, thì không phải riêng là các cụ già đâu, phải có cả nam phụ lão ấu, bởi vì dòng họ là một xã hội thu nhỏ gồm các tầng lớp, có cả phụ nữ, thanh niên, cụ già, có cả tuổi trẻ, để vậy nên chúng ta nên phát động cái hoạt động dòng họ của chúng ta, nó phải là sự tổng hợp của các cái hoạt động, thì phối hợp các cụ già thì là có những định hướng chiến lược, có những cái tư duy nghiên cứu, và các bạn trẻ là những lực lượng tham mưu giúp việc cho các cụ đi lấy tư liệu, khai thác tư liệu, số hóa tư liệu, rồi đưa các tư liệu phổ biến lên các trang mạng là thế mạnh của bạn trẻ. Thì cũng rất muốn là các cụ cùng các bạn trẻ trong các buổi tập họp dựa vào các thế mạnh của mỗi giới, mỗi lứa tuổi, thì tôi tin rằng sự phối hợp nhuần nhuyễn này nó sẽ giúp cho cái hoạt động tập họp của chúng ta nó đẩy rất nhanh cả, và nó giúp cho chúng ta khai thác tốt cái nguồn tư liệu hiện nay đang trôi nổi trong dân. Thì cái đấy là cái mà tôi rất mong muốn. Và rất cảm ơn anh đã có những câu hỏi, tôi có cơ hội được trả lời, được bày tỏ cái quan điểm rõ ràng của nhất cô đối với tổng thống Nguyễn chúng ta. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Ở đây thì là được. Kính thưa quý vị, đứng trước mặt tôi giờ đây là tiến sĩ Hoàng Nhân Lễ, là viện trưởng viện lịch sử dòng họ. Thì nhân cái dịp mà lễ ra mắt của cái dòng họ Nguyễn Việt Nam tại hôm nay thì tôi sẽ xin được phép phỏng vấn tiến sĩ Hoàng Nhân Lễ một vài câu về cái hoạt động của cộng đồng Nguyễn và những cái đề xuất của chúng tôi về cho cái cộng đồng cộng đồng Nguyễn trong những qua cho mọi người biết sắp tới sẽ được thành công. Cũng như tiến sĩ thì trong thời gian qua thì cái hoạt động cộng đồng của Hội Nguyễn Việt Nam nó cũng rất là bề bộn và nó cũng chưa có ra đâu rồi đâu. Thì xin tiến cho biết rằng là đứng trên vai trò là một viện trưởng viện lịch sử dòng họ, thì tiến sĩ đánh giá như thế nào cái hoạt động thời gian qua, và thì có cái đề xuất như thế nào cho cái hoạt động cộng đồng trong thời gian sắp tới? Tôi thấy Hồng Nguyễn có cư dân đông nhất trong các họ, và có rất nhiều xu hướng tích cực thì là phổ biến, còn có những cái xu hướng có tính chất là suy tôn cái nhánh họ của mình. Ví dụ như chúng ta có họ Nguyễn Phúc gắn với vua Gia Long ở Huế hoạt động rất là sâu sắc, nhưng khuynh hướng là gắn kết nhiều hơn còn các chi họ Nguyễn ở các vùng miền thì cũng tùy theo yêu cầu của địa phương mà người ta có những cái sinh hoạt gắn kết dòng họ của mình. Và đúng như phóng viên vừa hỏi đó, nó rời rạc, mà cái sự rời rạc này thậm chí có những lúc là nó hơi trái ngược nhau, làm cho cái gắn kết, cái đoàn kết trong họ Nguyễn mình nó chưa được mạnh như các dòng họ khác. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh đây thì có họ Vũ Võ rất mạnh,
họ phạm rất mạnh, nhưng mà họ Nguyễn mình thì gần như là chỉ mất. Trước thực tế đó mà khi được nghe là cái ban liên lạc dòng họ Nguyễn ở phía Nam sắp ra mắt thành lập, chúng tôi mừng lắm. Tổng giai viện liệt sĩ dòng họ rất mừng về cái việc này và cố gắng hậu thuẫn cho quý vị này để thực hiện cái việc đó cho nó tốt. Và như vậy đến nay thì ban liên lạc dòng họ Nguyễn cũng đã cơ bản là hình thành được cái ban liên lạc rồi. Và trong ngày 21-22 tới đây sẽ ra mắt để tạo cái khí thế cho cái buổi ra mắt đó, thì họ Nguyễn tổ chức một cái lễ hội nấu bánh chưng truyền thống mà cũng khá là quy mô, thậm chí là các anh còn xác lập cái kỷ lục trong chuyện này. Đấy, như vậy thì bước đầu mà anh em hình thành và gắn kết được như vậy là chúng tôi rất mừng. Còn viện lịch sử mà hỗ trợ cho anh em chuyện gì thì chúng tôi đã có dự kiến mấy điểm như thế này. Thứ nhất là hỗ trợ anh em cái phương thức hoạt động. Thí dụ như bây giờ mình tổ chức ban liên lạc thì sinh hoạt như thế nào, định kỳ họp ra sao, nội dung họp thế nào, thì chúng tôi sẽ giới thiệu những kinh nghiệm của các trường hợp khác cho anh em. Và cái thứ hai là chúng tôi đặt vấn đề ban liên lạc họ Nguyễn sẽ thực hiện cái việc nghiên cứu học tập để thấu hiểu dòng họ mình, và chúng tôi sẽ mở những cái lớp đó là huấn luyện biên soạn gia phả cho cái ban liên lạc. Đó là hai cái việc mà chúng tôi trước mắt là sẽ cố gắng thực hiện với anh em. Còn những việc lớn hơn, xa hơn, chẳng hạn như đã làm dòng họ thì phải có nơi thờ tự. Thì như vậy cái việc mà xây dựng nhà thờ tổ của dòng họ Nguyễn ở phía Nam mình đó, có làm được hay không thì chỗ đó trong quá trình sẽ xúc tiến. Và xúc tiến chắc là lâu dài, chắc phải vài ba năm nữa, chứ không thể ngày 1, ngày 2 mà có được. Đấy thì đó là những cái việc mà chúng tôi sẽ cố gắng ủng hộ cho các bạn liên lạc trong những giai đoạn mắt này. Khi nó diễn ra như thế nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục lần thứ nhất năm 2019. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mời tất cả các bạn đến bên ngoài của họ, bước vào bên trong và ổn định chỗ ngồi.